ấm no, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Tôi hy vọng rằng với tinh thần yêu thương này sẽ mãi được lan tỏa để trở thành những động lực giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên để học tập tốt hơn. Hôm nay ngày 16 tháng 1 2023, được sự quan tâm của chi bộ ban giám hiệu nhà trường, trường tiểu học Liên Thông tổ chức chương trình Xuân lan tỏa yêu thương, Tết bình an cho thiếu nhi năm 2023. Và đến dự với buổi trao quà hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có cô giáo Nguyễn Thị Huế, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có cô giáo Hoàng Thị Tâm, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và đến dự với buổi trao quà hôm nay, chúng ta còn có các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, một lần nữa đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và sau đây sẽ là phần trao quà cho tất cả các em học sinh trong chương trình Xuân lan tỏa yêu thương và Tết bình an cho thiếu nhi năm 2023. Sau đây cô xin mời các bạn có tên sau sẽ lên sân khấu để nhận quà. Đầu tiên sẽ là tặng chăn ấm. Cô sẽ xin mời em Lưu Viết Tiến lớp 5B. Hai em Lưu Văn Trung lớp 5B. Xin mời hai em lên sân khấu. Chân lên. Sau đây xin trân trọng kính mời cô giáo Vũ Thị Huế, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường sẽ lên tặng quà cho các em. Xin trân trọng kính mời cô. Nào các em nhìn đây các bạn nhá. Ok. Nào tất cả các em nhìn đây nhá, để cho bảng nhá. 1 2 3. Rồi ok. Xin mời tất cả các em về vị trí, xin trân trọng cảm ơn cô. Sau đây là phần tặng. Lôi Quỳnh Anh 2A, Phong Thanh Bản 2A, Đặng Thị Hương 2A,
mời tất cả các em tới sân khấu chúng ta nhanh chân. Các em hãy ra đứng ra giữa đi. Cô Đại ơi, cô Đại lên giúp phần áo. Các bạn đứng lên. Bảo đứng ở giữa đi Bảo ơi. Tao đây. Đứng dáng lên đây em ơi, đứng sát lên đấy đi. Rồi, ok. Nào đứng sát với nhau em ơi, đứng sát nào, đứng sát nào, đứng sát với nhau, đứng sát nhau. Ở đâu? Anh em đây là những cái phần quà mà các bạn được nhận trong dịp Tết Xuân Quý Mão năm 2023. Chụp nhá, nào 1 2 3 nào. Rồi ok. Xong rồi. Chuyển số ghế ở phía cạnh sân khấu kia vào lớp 2A.